Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Tung 8. Vâng, là hiện tại là hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2019, thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu đồng hồ cây để phòng khách rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này có tên là mẫu đồng hồ Cô Tiên, có tượng Cô Tiên đứng đây. Chiếc đồng hồ này là bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, có kích thước là cao đến phần đỉnh tượng kia là 2m2, cao hơn đầu người. Mẫu này thì để trong phòng khách cực kỳ là đẹp luôn. Nó chuông lắc khi đến giờ thì nó sẽ kêu đánh chuông nghe rất là hay. Tôi sẽ quay gần hơn cho mọi người xem chiếc đồng hồ này. Đây là phần đế này, có một tượng, nhỏ. Đây là một tượng lớn, tượng Cô Tiên rất là đẹp. Trên này là phần đồng hồ, xung quanh có đục hoa hồng và những hoa lá tây thì vô cùng là đẹp. Phía trên là còn hai tượng nhỏ nữa. Đây thì nét đục cực kỳ là đẹp. Đó, mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đồ Gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510816, truy cập website đồgỗtung8.com. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái sản phẩm đồng hồ để bàn nhỏ như này, chất liệu gỗ hương rất là đẹp và giá cả phải chăng, thì là mọi người có thể liên hệ với chúng tôi để sở hữu những sản phẩm như này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé.